trong giấc mơ cũng thuộc về anh. Hai chúng ta luôn một bên thao thức, ánh trăng soi bỗng nhớ con đường và hàng cây em với anh. Trái tim ta chờ một giờ bình yên, là hạnh phúc hay sóng xô bờ xa. Em vẫn tin có một chiều như thế, nắng theo em đến bên anh người, tìm bờ vai nương nóng mùa thu. Mang bao điều ta chưa biết, giấc mơ hôm nay có là mãi mãi. Giữa hai ta nghe đại dương vỡ tan, giữa hai ta như vì sao rụng rơi. Đã đi qua bao nhiêu hoàng hôn trắng, nào biết nơi đâu tìm nhau. Xin chào tất cả các bác đã ghé thăm kênh YouTube của Thanh Tâm Audio, chuyên kênh giới thiệu những bộ dàn âm thanh đến từ thị trường Nhật. Vừa rồi là các bác được thưởng thức một đoạn nhạc demo của GBC AX5. Các bác có thể thấy là bộ dàn này, cái ưu điểm của nó là cái chiều sâu, cái trường loa nó rất là sâu, vì thế nên nó đưa ra một cái tiếng bass nó rất là đầm và sâu tiếng. Đây là GBC AX5 phiên bản chơi CD, Bluetooth, AUX, USB, FM, AM, đầy đủ tính năng hết. Và bộ dàn này về hàng có thùng xốp, cặp loa mới tinh, còn đầu máy mới khoảng 96%. Bộ này với mức giá là 6 triệu kèm remote học lệnh đi kèm. Còn bác nào lấy remote zin thì 6 triệu rưỡi. Tuy nhiên remote zin thì em sẽ lợi các bác khoảng 2 tuần. Tại vì là hiện tại thì chưa mua được cái remote zin của nó, nhưng mà sẽ mua được thôi với mức giá 500.000. Bộ dàn này thì các bác có thể chơi CD này, USB, Bluetooth đầy đủ hết, và cái không gian của nó chiến được ở khoảng 20m² trở lại. Đặc biệt là đây là một trong những bộ dàn mà các bác có thể đặt nằm giống với dạng đài ở trên những cái mặt kệ mặt phẳng rất là đẹp. Và trên cái phiên bản GBC AX5 thì cái phong cách thiết kế của họ đã phẳng hơn rất là nhiều so với những phiên bản S1 cũng như S3 đời đi trước. Bây giờ em sẽ quay thông tin một chút về cái hình thức thiết bị này để các bác cùng tham khảo, sau đó em sẽ test chất âm thiết bị cho các bạn nghe thử. Đó, các bác có thể thấy này, cặp loa này, e căng, cặp loa đầy đủ e căng với e căng rất là mới nhé, cặp loa mới cứng luôn đấy các bác nhá. Đó. Và các bác cũng có thể dựng nằm như này để bằng với form của Ampli, các bác cũng có thể dựng đứng lên. Đó. Rất là đẹp, phía trên của Ampli đây. Đó. Ampli máy rất là đẹp, đèn sáng này, đúng vậy, nguyên liệu còn đẹp. Đây các bác có thể thấy này, thùng xốp của nó này em vừa gỡ này này. Đó. Chiều rộng của nó là 42, chiều sâu của nó là 3 khoảng 25. Chiều cao của nó rơi vào đâu đó khoảng 10 cm. Các bác nhé. Đó. Chiều sâu của nó, chiều cao của nó sẽ nghĩ khoảng 9 thôi. 9 cm là hợp lý hơn. Và bây giờ em sẽ test luôn nhanh cho các bác một đoạn nhạc khác, tại vì những cái thiết bị này thì cũng đã có giới thiệu chia sẻ trên kênh rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì em đặt máy để quay cái thiết bị này để báo thông tin với các bác là bộ này là mới về hàng và cái hình thức nó như nào cũng như là mức giá của thiết bị. Tại vì trong ngày hôm nay cũng chiều nay cũng có tương đối là nhiều người hỏi về cái thiết bị này. Ok. Nỗi đau nghẹn lời, buồn theo cơn gió những cánh lá
trôi về đâu, nắng đã chìm sâu, biết ta còn nhau. Và trong đêm tối long lanh những ánh sao rơi lặng im, nhẹ như gió em môi em run run, hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cây đắng với những đớn đau sâu đi tìm nhau, bóng em dần sâu, núi đồi vút cao, ôi những dấu yêu thương thắng. Hãy
phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xòa ai. Ok, vừa rồi em có giới thiệu các bác bộ dàn JVC XS5, một bộ duy nhất mới về hàng tại shop với mức giá là 6 triệu kèm khiển học đi kèm với đầy đủ tính năng. Ngoài ra thì thông tin thêm cho các bác là bộ này là một bộ nguyên thùng shop với hình thức hai loa là đẹp xuất sắc, còn âm ly khoảng 96%. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bác nào quan tâm tới thiết bị thì có thể liên hệ tới số hotline của em là 0966 050 917. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.